Xin chào Cross Pepsi, đây là quà trung thu của hai đứa. Đây là một con khủng long hai đầu, hai đầu ba trứng, mỗi con ba trứng. Hàng này của Vĩnh Thành, có tem nhãn chất lượng, không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. Rồi, may quá. Và đây là quà của dì Chi. Đây, trung thu dì Chi được chừng này. Giờ chú toàn ráp nha. Nó nha, nó là khủng long nha. Quà của hai đứa lồng đèn, nhưng quà của dì Chi là này. À, thấy chưa? Đây là mình khủng long. Ủa, camera nằm đâu nhỉ? Đây, đôi trứng. Nó vậy anh cũng hai con màu đỏ chứ. Hả? Con màu tím đẹp à? Màu tím cũng thấy đẹp thôi, đẹp với mình thôi nha. Đây là đầu. Hai con như vậy luôn hả? Ừ. Nó có đập cái này đặt tóc xuống không? Có. Có luôn hả? Lòng hai đồng. Rốt nè. Màu cà rốt, Pepsi, màu Pepsi nè. Đây, gắn cho nha. Rồi mai mốt hai đứa tự gắn nha. Hấn vô và kêu cái cạch là xong. Có nhiều kiểu đẹp mà. Đẹp, không giống nhau. Có nhiều khủng long khác nhưng mà nó không đẻ trứng. Chú Toàn mà chú Toàn thích đẻ trứng. Chứng người ta được chưa? Nó gãy là thôi. Ủa, con không tiếng luôn không gì à? Đây nè, không phải dành ngắn không? Không. Rồi, à, vô rồi nha, một cái lên là đuôi. Trời, to ghê luôn á. Gắn đuôi vô đây. Kêu được rồi. Cánh. Vô cánh. Hai cánh. Cánh 3D, cánh bữa tô 3D nè. Gắn vô đây. Chanh hợp luôn. Chanh hợp luôn. Cánh kêu tắt là được nha. Không thích chưa? Nó bán mình một cặp cánh cùng chiều. Thì cũng bán một cặp cánh cùng chiều. Rồi đây, xong. Pin đi chưa? Rồi, cái pin. Còn này, con lông hơi bị dài. Pepsi thích con màu gì? Như ba trứng. Mốt về chơi bỏ trứng đi, bỏ trứng cút vô. Nó đẻ cái nào là ăn cho nó luôn. Ôi, trứng dính nhau, trứng đẻ dính nhau. Đây. Đâu luôn, mai mốt chơi đừng có chơi lấy bò viên, mở đây nha. Cái gì? Bò viên. Đây, mở lên. Mở sống lưng lên, thả trứng vô. Một trứng, hai trứng, ba trứng, đóng nắp lại. Rồi, có bầu rồi đó. Từ từ, để con này đây. Đừng có vội chơi. Ráp con tím đã. Màu tím là màu của đàn ông. Men. Nên si cho màu tím nha. Tím mà. Màu con. Đây, tím đó.
hơi bị to. Dầu tím đây, mà ngày nào cũng đi nhờ chi chi về chưa, Cái hay là chi chi về đây gắn lại như này nha. này như con một con đựng con cái hả? Một con đựng con cái nè. Một cái sân này thằng khác nè. Không. Là do xì ơi đây hai con này có được con cái nè. Cắm tiếp cánh màu tím luôn. Nhớ cái mặt quay ra ngoài nha. Và đây hai rồng, rồng hai đầu, đầu rồng trái tim, tai rồng 3D. Trong màu tím rất là men. Thờ PC. Đây là chỗ đề chấn. Chấn đây. Có sẵn chấn trong đây. Con này có chấn trong đây luôn. Rồi, hai con giờ đua nha. Chị do chạy chị cho chạy ngay chuẩn bị đẻ trứng, con nào dừng là con nó dừng đẻ trứng. Rồi con đẻ trứng, dừng rồi, dừng rồi, dừng rồi, một trứng. Rồi, đúng. Ba trứng đi tiếp con dừng, con cái đẻ rồi, con cái đẻ rồi. Rồi đi. Đẻ khắp nơi, đẻ vương vãi. Đây. Thôi con dương rồi đẻ một tiếng con kia chắc sân gần đẻ rồi. Rồi nó đẻ rồi. Rồi đi tiếp vào. Con này hai hướng luôn. Rồi con đỏ đẻ, con đỏ đẻ. Rồi đỏ hết. Con tím. Rồi đẻ luôn. Đây. Tím đây. Tím đây. Tìm nhà tím không. Đây thằng này cũng thu đẹp ăn tiếng con ngủ nha. À. Cầm này luôn hai hai tay này luôn. Không được em á. Đây hai con đây. Xin chào.
Rồi Si ơi, rốt ơi kìa.